Hãng thông tấn TASS của Nga mới đây đã tập hợp những phát biểu quan trọng của Tổng thống Vladimir Putin trước báo giới. Trước đó, Tổng thống Putin cho biết Nga đã ký hiệp ước đối tác chiến lược với Triều Tiên để thay thế hiệp ước cũ và thỏa thuận này không có gì mới. Ông nói, tất nhiên trong tình hình hiện nay, nó có vẻ đặc biệt gây tiếng vang theo một số cách nào đó, nhưng chúng tôi hầu như không thay đổi gì. Triều Tiên cũng ký các hiệp ước tương tự với những nước khác. Người đứng đầu nước Nga nói thêm, Moscow kỳ vọng các thỏa thuận với Bình Nhưỡng sẽ đóng vai trò răn đe ở một mức độ nhất định nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng Triều Tiên leo thang thành giai đoạn nóng. Các quốc gia cung cấp vũ khí cho Ukraine không chịu trách nhiệm về việc sử dụng chúng trong tương lai và trong bối cảnh này, Moscow có quyền cung cấp vũ khí cho các quốc gia và khu vực khác. Với các thỏa thuận của Nga với Triều Tiên, tôi không loại trừ điều này. Bình luận về bài viết gần đây của tạp chí Phố Quân có nội dung rằng Mỹ đã không lường trước được thỏa thuận giữa Nga và Triều Tiên, ông Putin cho hay. Chúng tôi nói về vấn đề đó một cách công khai, vì thế bạn không cần thực hiện các hoạt động tình báo điện tử để tìm hiểu mọi việc. Tổng thống Putin khẳng định Nga không yêu cầu Triều Tiên giúp đỡ trong cuộc xung đột với Ukraine và Bình Nhưỡng cũng chưa bao giờ đề nghị điều đó. Tổng thống Putin nói các điều kiện tiên quyết của Nga cho các cuộc đàm phán hòa bình sẽ thay đổi dựa trên tình hình thực tế. Nga sẵn sàng đàm phán để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine sớm nhất. Các đề xuất đã được đặt trên bàn và hòa đàm có thể diễn ra ở bất kỳ nơi nào như Minsk, Istanbul hay Thụy Sĩ. Tuy nhiên, đàm phán sẽ không bao giờ diễn ra nếu Kiev tiếp tục coi việc Moscow rút quân là một trong những điều kiện tiên quyết cần thiết. Theo người đứng đầu nước Nga, phản ứng của phương Tây đối với các sáng kiến hòa bình của Nga đã được lường trước. Ông nói, tôi nghĩ rằng một số chính trị gia cấp cao sẽ suy nghĩ xem liệu các đề xuất của tôi có đủ thực tế, không thiên vị và phù hợp với lợi ích của tất cả các bên ký kết hay không. Tổng thống Putin cho biết, chính phủ đương nhiệm của Ukraine không muốn từ bỏ quyền lực và vì thế không có kế hoạch tổ chức bầu cử. Ông cho hay, Kiev sẽ tiếp tục trì hoãn lệnh ngừng bắn, họ chỉ quan tâm đến sự hiện diện quân sự của Nga ở những vùng lãnh thổ đó. Theo ông Putin, Liên minh quân sự NATO đang trở nên tích cực hơn ở châu Á. Họ thực tế đang chuyển tới khu vực này và gây ra mối đe dọa an ninh cho Nga, khiến Moscow phải có phản ứng. Tổng thống Putin cho rằng Hàn Quốc không có gì phải lo lắng về hiệp ước mới giữa Nga và Triều Tiên vì Moscow chỉ viện trợ quân sự cho Bình Nhưỡng trong trường hợp có hành động gây hấn chống lại một bên ký kết. Vì Hàn Quốc không có kế hoạch gây hấn với Triều Tiên nên không cần phải lo ngại về sự hợp tác của Nga và Triều Tiên trong lĩnh vực này. Người đứng đầu nước Nga cho hay, các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và đó là lý do tại sao những gì đang diễn ra ở các nước phương Tây không làm Moscow quan tâm nhiều. Tuy nhiên, Nga đang theo dõi tình hình và sẽ phản ứng phù hợp, tương xứng trong trường hợp có mối đe dọa nào bắt đầu gia tăng. Tuy nhiên, các quốc gia không thân thiện đang nỗ lực tạo ra các thành phần vũ khí mới nhằm hạ thấp ngưỡng kích hoạt vũ khí hạt nhân của họ. Vì vậy, Nga đang xem xét sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình. Nga không có ý định đưa điều khoản về khả năng tấn công phủ đầu vào học thuyết hạt nhân vì một đòn tấn công trả đũa cũng đủ để loại bỏ đối thủ.